afternoon. Thank you, sit down. Thank you. So how are you? I'm good. And you? Yeah, for me, I'm not bad, right? Thank you. So what is today? Today is Saturday. Yes, Saturday as A-T-U-R-D-A-Y. How to read? Saturday. Yes, Saturday. So what is the day? 24, right? Yeah. What month is it? December. Yeah, December. D-E-C-E-M-B-E-R. Yeah, December. So what year is it? 2022. Yeah, 2022, right? Thank you. So today lesson, I'm going to teach you about a frame of point. Let's talk about must and mustn't, right? Yes, must and mustn't. Mustn't, right? Have you ever known this grammar point before? Or that two big one more? Yeah, mustn't. Like two day? Chẳng như là hiện đi must and mustn't. Thả ta bây giờ mai đó. Chẳng sao phải dối trong cái thầm mustn't. So in mustn't, tư dân dạy tí obligation, right? Obligation. Obligation nghĩa là cả ta và cái gì chúng ta phơ. Obligation á, ta phải phơ. Not phơ, mà ta phải phơ đấy. Thì hay cái là mustn't cứ chỉ là một lòng bạc sát. Một lòng mình ta phơ ấy. Cái quan trọng môn là prohibition. Prohibition. Prohibition nghĩa là cứ một lòng tham khóc. Nó như phơ, hoài môn cứ như còn phơ đấy. Ok? Nào. Hay chẳng là thường lòng với cư cái thầm mất ní mà dùng tay là trao tài. Trao tài mất ná, việc mất ná cứ trao tài. Cái việc thầm mất ná cứ màn trao. Màn trao của anh mua dưỡng là một cái cam phát cũng còn thua thêm đó. Ok? Nào. Hay cái thầm mất ní con trở nên tốt. Mất ní cứ dùng bông cho mỗi cái sạp đào. Để thật best form á. Yeah, best form. Best form. Tùm rộng đám á. Tùm rộng đám. Wow. À, kể ra tông kì mùi. Đó, sao cho kiến kể ra bài tông thái cho bài kì qua đi nữa. Chà. Tông kì mùi, tông kì mùi, tông kì bày, nhé. Chẳng là lũ bàn hài ai. Chà. Em ôn ở vì hoa tha kì kì. Là kì do. Chứng. Do. Thì tôi chỉ deep nữa. Deep. Vì tông kì bày kì kì. Đan nhớ. Đan. Và chúng ta thầm ấy. Phở chứ mấy, đủ lắm. Chắc mà ta liên dấu như vô mùi nhé thì đi. Vô đủ. Vì vô đủ sao đủ chỉ kê sạp công tí. Mùi. Mùi như cần rốn. Mùi. Một đào nhé. Một đào. Dạng. Tọc. Lòi tiếp theo. Ở cụ thì họ là ai? Must. Né. Do. Né. My. My. Homework, right? I must do my homework. Thằng này, trai thằng này. Thằng này, con coi tao luôn. Này, dạng là I want, sorry, I must do my homework. Nhóm trao tay phơ hôm. Vâng. Vâng, bọt phơ ba là. Ất. Mà đây, application, là dùng trao tay phơ hôm. Toán là gì? Toán chờ. Này, chắc con phải vô ngọt nghĩa đấy. Chà. À, phương pháp máy sao bàn. Bàn bởi theo rồi ấy. Bàn. Ok. Nè. Tỏ là cũng là phương pháp phương pháp phương pháp phương pháp phương pháp. Ika hoài anh gọi phương pháp. Tỏ. Em kiếm. Phương pháp phương pháp. Tỏ là cũng là exercise mới. Exercise. Yêu ba tháng đi yêu mình. Yeah, lòng hàn. Ờ. Cũng là thật của ta. Day.
they must, they must, school uniform. Nhưng phải thế. Còn phải cả giờ ta mới kỳ sao về là u ta cũng mới kỳ sao buồn hết. Wearing nhưng phải thế. Biệt đấy. Cái bí cho nguyên bí nghĩa cái xí cho nguyên bí nhé. Chẳng bị đánh bánh cũng như phải thang sử dụng bệnh như có bệnh đó. Chẳng they must wear như có wearing như có wear như có wear nó như tao đang thế ta đang thang sử dụng bệnh như tao sử dụng bệnh school uniform thang ai thường thang sử lá bệnh chẳng ôn mơ thả táp ôn cô thể vô kia viên mùi này viên đi cổ viên đi cổ viên viên mùi nhá chậm lại viên đấy ôn viên chậm lại là soi ghế xì dạ xò xì thêm ôn chê học thế đấy chê mình thang ôn chức mạng đấy ôn chê học thế chậm lại nhìn ok chẳng chậm lại được tâm thấp chậm lại xì xì nàng này chậm lại xì ai ok nàng hay à cũng cái thang con thôi là thế cái gì vừa làm rồi thì thôi sao dương thịt lò mà đúng đó thịt lò khai cỏ chứ ngon là hay mơ thì chứ chú chèm lại cái ơi mười lò cho một rồi kia rồi yeah vừa lò này thì thêm sản phẩm cao và hai cũng như là đang học con trai những sản phẩm là sản sẽ chưa được lấy đúng không. Goodbye teacher, see you tomorrow. Yes, thank you, goodbye. Thank you, teacher.